Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ có dịp mình review thực tế này cái bộ tẩy giả, tại sao cái bộ tẩy giả này nó sẽ ứng dụng rất là tốt, và cái chương trình của mình đã viết cho cái bộ tẩy giả này. Thì như các bạn đã biết á, cái bộ tẩy giả là một cái bộ để mà cân bằng cái số hẹt của cái điện điện đầu vào của gia đình ha. Đa số là dùng thủy điện nên là cái hẹt nó sẽ không ổn định, nên là mình sẽ viết một cái chương trình. Các bạn thấy này, đây là cái số hẹt hiện tại này không, đây là HPV này, hẹt hẹt mà hẹt hiển thị này, còn cái này là cái ngưỡng mình sẽ cài đặt là ngưỡng min này, là 49 này đó, 49 hay là bao nhiêu đó thì cái này 49 này, rồi enter đó nha. Rồi cái này các bạn muốn chỉnh là 51 hoặc 52 vẫn được. Đây, có thể là cài đặt được. Cái ngưỡng là 51. Rồi, nhấn. Rồi, đó. Thì cái này là cái ngưỡng mình đặt cái số volt mà đây, cái số volt mà là quá quá volt á, nghĩa là quá 240 độ nó sẽ báo và ra một cái còi. Nó sẽ la lên cho mình biết ha. Đây, sẵn đây là mình sẽ một cái biến tần, mình sẽ đưa cái số hẹt đầu vào. Hiện tại là mình đang cài là 49 49 hẹt 49 hẹt nào. Này các bạn, khi mình chỉnh về 49 hẹt này, các bạn thấy này. Để cái bộ trên này nha. 49 hẹt này. Rồi. Đây các bạn coi này, 49 này. Về 49 này. 49 này. Rồi nó sẽ tự tắt này. Các bạn thấy không? Lên này, 495, 49.5 này. Đó, nó sẽ từ đỏ lên và nó sẽ tự kháng lại cái điện này, nó lên từ từ nên là nó sẽ không có bị cái trường hợp là đóng theo từng cấp thì nó sẽ bị gần như là bị giật á, bị chớp điện á. Còn cái này là nó sẽ tự tính phần trăm và nó sẽ xuất ra sao cho cái hẹn này nó trả về lại, cái hẹn này nó trả về bằng chính này thì nó sẽ tự động tắt này, thấy chưa? Mình sẽ cho cái ngưỡng này nó xa ra một chút xíu, nghĩa là 49, 50, 51. Thì lúc đó nó sẽ xử lý vấn đề, nó sẽ tốt hơn nha. Rồi các bạn thấy này, khi mình lên 50 là nó sẽ out ra nhiều hơn. Đó, nó sẽ lên dần dần không. Nếu mà mình out ra 51 đi, 50 năm này, nó sẽ tự động xuất ra. Đó, nó sẽ tự kháng lại, nó sẽ xuất công suất nhiều ra. Rồi, lên 51 này các bạn thấy nè. Đó, gần như là nó chạy 100% công suất khi mình trả về bằng 49. Đó, nó sẽ tự động giảm. Đó, đây là nó bấm nó giảm này. Đó, nghĩa là ở một cái số hẹt nhất định nó sẽ cho mình ra một cái công suất phù hợp. Làm sao mà miễn sao mà cái số hẹt nó trả lại cái số hẹt quy định của mình. Như mình đó, 49, mình muốn 49 là nó không đóng tải đúng không? Thì không, tờ nó sẽ không đóng tải nữa. Và nó chỉ cần nhóm lên thôi là bắt đầu nó bảo vệ thiết bị rồi, nó phải xuất ra. Xuất ra, đó các bạn thấy nó xuất ra từ từ không? Lên. Rồi, khi mà nó xuất ra cái số hẹt tới 50. Còn nếu mà các bạn muốn á thì các bạn sẽ cài từ 50 tới 53. Vẫn được ha. Như các bạn cài cái này 50 này. 50 này. Này nó do nó bị chóa không này. Rồi, đó, tới 50 thì nó sẽ động tắt, các bạn thấy không? Đó, nó sẽ động tắt. Nhưng mà lên 5 này, 50 này, thấy chưa? Mình cài 50 là cái ngưỡng min á là nó sẽ được động tắt này. Nó bị chói quá, không thấy được. Mình bị chói luôn. Này 50 này, 51 đúng không? Mình chỉ cần lên 50.5 thôi. Này. Bạn thấy cái trên này luôn này, 50.5 đó, nó xuất ra này. Cái khoảng càng ngắn thì nó xuất ra càng nhiều đó, lên 51, nó lên 100% luôn. Đó, xuống này. Xuống này. Đó. Đó là cái mình cần khi mà mình xử lý cái bộ này. Còn như mình á, thường thường mình sẽ cài là 49. Vì số hẹt 49 là thiết bị nó an toàn nha. Và nó chuẩn bị bước vào cái đó, nên là nếu mà lỡ mà cái đó các bạn thấy không? Mà cái thiết bị mình mà nó có vấn đề gì á thì nó còn thắng kịp, nghĩa là cái này nó xuất ra kịp để mà nó kéo cái hẹt về lại kịp nha. Còn nếu mà các bạn nào muốn an toàn thì cứ để ở cái 50 51 cũng được.
À, nó có một cái ngưỡng trên và một cái ngưỡng dưới. Cái này là cái số min này, cái này số max này. Vâng. Đây là mình đã review thực tế cho các bạn coi vì chương trình của mình đang viết lại. Đây mình coi đó là tất cả này, cái hẹp này là hoàn toàn chính xác nha. Nó lấy cái từ biến tần thì nó sẽ vô cái bộ xử lý đầu vào thì nó sẽ đọc được cái lệnh của cái số hẹp này. Đó, đây là số hẹp này. Đó. Rồi nó sẽ xử lý theo BD hoặc là tuyến tính. Thì bên mình sẽ làm tuyến tính để cho nó đỡ nhấp nháy, nó cấp theo cấp. Và BD thì nó sẽ chậm hơn nha. Mà cái dòng điện nước thì nó thay đổi liên tục nên mình sẽ đã sửa mình đổi cái chương trình này. Rồi, anh em nào cần cái nhu cầu này, điện 1 pha cũng được nha, điện 3 pha cũng được. Cái này mình đang xử lý 1 pha. Còn 3 pha thì mình sẽ dùng những cái con transistor to như vậy này. Thì mình để xử lý 3 pha, nó bảo đảm là cân đối, không có lệch pha nha. Rồi anh em mà có cái nhu cầu á, thì liên hệ Hiếu Điện Trở qua số điện thoại này nè, 0979 204 378 nha. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe kênh của Hiếu Điện Trở. Xin cảm ơn. Xin chào. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo.